là nguy cơ gây mất ổn định. Theo đó, chính phủ của ông Narendra Modi sẽ có 3 tháng để đưa ra quy định kiểm soát mạng xã hội do Twitter và Facebook chiếm lĩnh nhằm ngăn chặn tình trạng tin giả. Nước này nhận định tin giả có thể gây hại cho quyền con người, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chủ quyền và an ninh quốc gia. Ấn Độ là một trong nhiều quốc gia đang muốn kiểm soát mạng xã hội. Singapore vừa ban hành đạo luật chống tin giả mới. Trong khi đó, chính quyền thủ tướng Narendra Modi muốn loại bỏ hoạt động tội phạm trên mạng. Tòa án tối cao Ấn Độ đang xem xét kiến nghị của Facebook từ đó đưa ra phán quyết có buộc whatsapp và các nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn tiết lộ danh tính và thông tin người dùng hay không chính phủ ấn độ cho biết đã tham vấn ý kiến nhiều ban ngành trước khi gửi đề xuất cho tòa án tối cao nước này trong khi đó phát ngôn viên bộ công nghệ thông tin và điện tử ấn độ đơn vị đưa ra đề xuất từ chối bình luận về vụ việc